chuyện gì vậy chứ? Hà Chin, Hà Ki ông bà, mấy đứa ơi. Ồ, mấy đứa có sao không? Có chuyện gì không vậy? Hà Chin đâu rồi, có bị gì không? Sao vậy giám đốc, đã có chuyện gì sao? Hình như có kẻ nào đó đã bôi đen hết mấy quầy giám sát ngoài kia. Không có chuyện gì xảy ra thật chứ? Sao lại khóa cửa như vậy? Chị ơi, chị ơi. Hà Chin à, chị mau mở cửa đi. Chị có trong đó không? Chị ơi, trả lời đi nào. Hà Chin à, chị có trong đó không? Nói gì đi. Chị ơi. Hà Chin à. Hà Chin à. Sao lại không mở cửa được vậy? Mở cửa đi. Chị à, mở cửa đi. Mới sáng ra mà có chuyện gì vậy? Hà Chin à, mở cửa đi mà. Chị à, mở cửa đi. Hà Chin à, chị, mở cửa đi mà. Chị à. Hà Chin. Chị à. Hà Chin à, mở cửa đi. Chị à, mau mở cửa đi. Hà Chin à, mở cửa đi. Mở cửa đi mà. Chị à. Chuyện này là sao chứ? Chị à, mau mở cửa đi. Hà Chin, có trong đó không? Để cửa đi. Chị à, không sao chứ? Hả? Ôi trời đất ơi, anh yêu em là sao chứ? Và sẽ luôn ở bên cạnh em. Hà Chin à, em là của anh. Ơi thật là. Phong bì và ảnh sao? Phải, chỉ là tôi muốn xác nhận trực tiếp. Anh Trung Hun đang giữ nó. Để tôi tìm xem. Nhưng sao đột nhiên lại... Có chuyện gì sao? Phải, có chuyện rồi. Cô đang ở đâu vậy? Ở nhà sao? Phải, tôi đang ở nhà nè. Anh đang ở đâu vậy hả? Tôi đang trên đường đến nhà cô đó. Cũng sắp đến rồi. Tới nhà tôi sao? Biên tập viên à? À, cô Hà Chin. Cô không sao chứ? Không sao. Tôi xin lỗi vì hôm qua đã về trước. Đã hứa sẽ ở bên cạnh anh rồi mà. Bây giờ không phải lúc thấy có lỗi với tôi đâu, mà phải lo cho bản thân của Hà Chin chứ. Đừng nhầm lẫn, người Hà Chin yêu là tôi. Hãy chờ anh, em sẽ sớm gặp anh thôi. Đã báo với cảnh sát chưa vậy? Chưa, chúng tôi vẫn chưa báo. Nếu bây giờ phía báo chí biết được thì chuyện sẽ càng phức tạp hơn. Giám đốc đang thảo luận với luật sư xem thế nào. Tôi có thể xem phòng của cô Hà Chin một chút có được không vậy? Có thể là trong phòng của cô đã bị lắp máy quay hoặc là máy nghe trộm rồi. Tôi dẫn anh lên nha, phòng tôi ở tầng 2. Tôi không ngờ lại tới mức như vậy luôn đó. Rốt cuộc tại sao họ lại làm như vậy chứ? Cô đừng quá lo lắng. Sẽ không có chuyện gì đâu. Tôi sẽ không để chuyện gì xảy ra hết. Tôi biết rồi. Cảm ơn anh nha. Dược phẩm.
tôi cũng chưa tìm thấy được điều gì khả nghi. Nhưng mà theo tôi thì cô nên liên lạc với cảnh sát để họ kiểm tra kỹ hơn. Dạ. Nhưng mà cô không khỏe sao? Tôi nhìn thấy gói thuốc. À, tôi chỉ bị cảm lạnh một chút mà thôi. Nhưng mà bây giờ thì không sao rồi. Tôi xin lỗi cô vì chuyện lần trước và cả chuyện hôm qua nữa. Cô đừng để bụng những lời nói mà lúc đó tôi nói với cô nha, có được không? Tất cả là do tôi đã trút giận lên cô mà thôi, chứ không phải thật lòng đâu. Tôi hiểu rồi. Coi như anh say rượu nói linh tinh ha. Nếu thấy có lỗi thì sau này đừng bao giờ uống rượu nữa nha. Khi anh say rượu nhìn anh tệ lắm đó, có biết hay không? Ở đây quản lý ra vào rất nghiêm ngặt, mọi người có thể yên tâm ở lại đây. Wow, căn nhà này tuyệt thật đó. Chúng tôi ở đây cũng được hả? Người đang sống ở đây thì sao? Vì công việc nên trong một thời gian cậu ấy sẽ không trở về nhà ngay đâu. Cô có ở thoải mái không sao đâu. Người đó có quan hệ thế nào với anh vậy? Là một người thân thiết, giống như người nhà vậy đó. Cảm ơn anh nhiều lắm vì đã lo lắng cho tôi. Cô hãy vào nhà đi, có chuyện gì thì liên lạc với tôi. Dạ, tôi nhớ rồi. Bây giờ anh sẽ không đột nhiên biến mất nữa chứ. Anh đi đâu cũng được hết đó, nhưng mà phải nói tôi biết trước khi đi nha, hiểu chưa? Nếu biết trước thì tôi sẽ yên tâm hơn đó mà. Giờ tôi có muốn đi thì cũng không đi được. Sao vậy? Là vì tôi hả? Vì tôi phải đi làm rồi. Anh quay lại làm bản tin sao? Khi nào vậy chứ? Bắt đầu từ ngày mốt. Tôi nghỉ phép đến hết ngày mai. Vậy thì tốt quá rồi. Tôi rất muốn được xem bản tin của anh đó. Tôi sẽ liên lạc khi tới nơi. Anh đi cẩn thận nha. Cô vào đi.